ba. Ba có ở đây không ba? Kìa Sương, con không thấy đường, có gì cứ gọi ba. Ba à, anh Vinh đưa bé Mẫn về chưa ba? Chưa. Sương à, ba thấy bé Mẫn lúc nào cũng quấn quýt bên thằng Vinh. Ba à, đứa bé nào cũng vậy, khi thiếu vắng tình thương của cha thì nó sẵn sàng bám víu vào mọi tình thương khác. Sương, ba thấy thằng Vinh nó thương bé Mẫn thật tình và hết sức lo lắng cho con. Má con vừa cho ba biết là anh Vinh đang lo giấy tờ để đưa con sang Pháp mổ mắt phải không ba? Và nói con cũng hứa với thằng Vinh là ba, chuyện đó con cần suy nghĩ lại. Sương, ba đã nói với con bao nhiêu lần rồi, nhưng lúc nào con cũng có linh cảm rằng ba của bé Mẫn vẫn còn sống. Sương ơi, đã 3 năm rồi, một khoảng thời gian không ngắn ngủi, quá đầy đủ để cho con chứng minh 2 chữ thủy chung. Hơn nữa, giờ đây tất cả đã trở thành kỷ niệm. Dù chúng ta có tôn thờ đến mức độ nào đi chăng nữa thì nó cũng là kỷ niệm mà thôi. Ba ơi, nếu ai đã từng gắn liền với kỷ niệm mới biết rằng kỷ niệm thật khó quên. Suốt 3 năm qua con còn sống được cũng chính là nhờ kỷ niệm. Những kỷ niệm êm đềm của một thời ta thiết yêu nhau, ý vẫn tình chồng hạnh phúc biết bao. Tạo chi nghịch cảnh để vợ chồng xa nhau, khuôn thường con hững trời cao. Đành rằng chuyện xưa con không quên được, nhưng còn tương lai của con mình cần có cha dạy dỗ nên người. Con về làm vợ thằng Vinh, ba rất vững lòng tin con của ba sẽ sung sướng trọn đời, còn bé Mẫn chắc chắn sẽ nên người. Mọi chuyện từng từ con tính lại, con đừng đợi chờ quý uổng tuổi xuân. Nhưng lúc nào con cũng tin rằng chồng của con. Sương, suốt 3 năm qua ba lén má con đi về quê chồng con bao nhiêu bận rồi, bất cứ hỏi ai người ta cũng nói kể từ ngày chồng con gặp bão ngoài khơi thì không thấy chồng con trở về nơi đó nữa. Dạ thưa ông. Ai? Tiếng của ai vậy ba? Sương, con làm gì vậy hả? Ba, tiếng của ai vừa nói vậy ba? Tụi chú chạy xích lô trước hẻm nhà mình á. Vậy mà con cứ tưởng. Chú à, tôi cũng định ra ngoài đầu hẻm kêu chú đây. Dạ thưa ông, bà nhà vừa gặp tôi ở ngoài đầu hẻm á. Bà kêu vô đây để chở cô hai ra ngoài bờ sông. À, nhắc tới tôi mới nhớ. Sương à, có chuyện này nha. Bà cứ thắc mắc hoài à, bà tính hỏi con mà bà quên. Chuyện gì vậy ba? Tại sao ngày nào con cũng đòi ra bờ sông ngồi cả buổi vậy? Đó là những giây phút con thả hồn về với kỷ niệm cũ, những kỷ niệm mà trọn đời này con không thể nào quên. Nhớ ngày xưa, mỗi khi hoàng hôn vừa buông xuống, vợ chồng con thường bồng bé Mẫn ra bờ sông, cả gia đình lặng nhìn từng cánh chim về muộn. Thôi con đi đi, chú này chờ lâu nha. Thằng Vinh nó có nhắn lại xong công việc, nó ghé ngang rước con về. Ông dẫn giùm cô hai ra xe đi. Đi con.
Cảm ơn anh nhiều nghe. Bây giờ anh cứ đi đi, chút nữa anh Vinh tới đây đưa tôi về. Tôi đi. Minh ơi, ở một phía trời xa xôi nào đó, anh biết không, ngày nào em cũng ngồi ở nơi này để thả hồn về với những ngày tháng cũ, cho vơi bước đi bao nhớ thương cứ canh cánh bên lòng. Trời ơi, nhưng ở nơi này sao hoàng hôn buồn nhiều, mấy cánh chim chiều cũng quên lối về, cuối trời vọng lại tiếng cô nghe quá bùi ngùi, như đang mang nặng nỗi niềm đau thương trong trái tim. Ai đó? Tôi. Anh chưa đi sao? Tôi cũng định đi đó, nhưng có lẽ những lời nói vừa rồi của cô đã giữ tôi lại. Cô ơi, nghe những lời cô than thở, tôi nghĩ rằng dường như cô đang thương tiếc một điều gì đó, phải không cô? Phải, cứ mỗi lần ngồi ở bờ sông này, tôi cứ tưởng chừng như đang ngồi bên bờ sông kỷ niệm ở tận Bạc Liêu, quê hương của chồng tôi. Chồng của cô ở Bạc Liêu à? Phải, chồng tôi ở Bạc Liêu. Ở Bạc Liêu nhưng ở nơi nào vậy cô? Ở Cầu Kè. Ở Cầu Kè, đúng rồi. Ở Cầu Kè cũng có một cái con sông nhỏ, có hai con đường làng chạy dọc theo bờ sông. Anh ơi, anh cũng ở Cầu Kè hả? Không, tôi ở Bạc Liêu. Nhưng không phải ở Cầu Kè. Vậy thì tại sao anh biết Cầu Kè rành như vậy? Tôi có một người bạn thân ở nơi đó đó cô. Bạn của anh tên chi? Làm nghề gì? Bạn của tôi tên Minh, làm nghề biển. Tên Minh làm nghề biển? Phải. Anh ơi, anh có biết người đó hiện giờ ở đâu không anh? Anh ơi! Chết rồi. Phải, tôi và anh Minh là đôi bạn thân cùng làm nghề biển. Hai chúng tôi rất thương mến nhau, có những đêm neo ghé lại nơi quang đảo, chúng tôi thường kể cho nhau nghe chuyện buồn vui của cuộc đời mình. Tại sao mình chưa? Cô ơi, cái ngày đó cách nay 3 năm rồi mà tôi vẫn còn nhớ rõ. Ghe của chúng tôi đã ra xa tích ở ngoài khơi, mặt biển đang êm đềm bỗng nổi lên sóng dữ, vùi xác bao người xuống đáy đại dương. Nhờ anh Minh nên tôi còn sống, anh đã cứu sống tôi khỏi cơn sóng dữ.
hồn đảo quang. Anh Minh ơi, anh của mẹ con em rồi. Cô là ai mà sao nghe tin anh Minh không còn cô đau đớn như thế? Tôi là vợ Minh. Đã mấy năm qua tôi nuôi dưỡng nghi vọng âm trầm. Đến giờ đây thì tất cả tình thân sơ sụp đổ. Mẹ con tôi có tội gì mà ông trời sắp đặt thiên kia? Trong lòng cô vẫn chưa nhạt nhòa. Hèn gì trước khi nhắm mắt anh Minh cứ nhắc đi nhắc lại trọn một đời vợ anh chỉ biết yêu thương chồng con. Ngoài cuộc mà còn nghẹn ngào nước nở thì thử hỏi làm sao tôi có thể cầm được nước mắt. Khi nghe tin người chồng thân thương đã thật sự không còn. Suốt ba năm qua tôi đến thời gian bằng dòng lệ mà trời cao còn tạo cảnh trái ngang. Nếu như không có con tôi ở bên cạnh thì tôi đã chết theo chồng của tôi. Sống làm chi phải gánh chịu thương sầu, một người khóc tiếng một người đi dình. Cô ơi, nếu mà cô yêu thương chồng cô thì cô phải hết lòng lo lắng cho con của cô. Cô đừng có những suy nghĩ dại dột sẽ làm buồn lòng chồng cô nơi chôn suối vàng. Tôi không còn tha thiết về một điều gì cả khi nghe tin chồng tôi đã vĩnh viễn không còn. Giờ đây tất cả đã an bài như vậy, có tiếc thương cũng chỉ là thương tiếc thôi. Tôi khuyên cô hãy quên bỏ đi thương tiếc mà làm chi, chỉ chồng chất thêm đau buồn. Còn tương lai với bao nhiêu hạnh phúc đang đợi chờ. Mấy hôm nay tôi cũng thường xuyên lui tới, cũng biết ít nhiều chuyện gia đình của cô. Tôi thấy anh Vinh đàng hoàng tử tế xứng đáng cho cô gửi phần trao thân. Được như thế thì vô cùng tốt đẹp nơi chôn suối vàng, chồng cô rất yên tâm. Nào làm như thế được. Cô ơi, tôi xin cô đừng có phụ lại những lời nói sau cùng của người đã khuất.
những lời nói vừa rồi của tôi đó chính là những lời trăn trối của anh Minh trước lúc xuôi tay nhắm mắt đó cô. Tới giây phút sau cùng của cuộc đời mà chồng của tôi vẫn còn lo lắng cho vợ con. À kìa Sương, em có chuyện gì mà em khóc? Anh Vinh ơi, cha của bé Mận đã chết rồi. Đã chết? Nhưng mà ai, ai đã cho em biết tin này? Chính tôi à. Tôi là bạn thân của anh ấy, cũng là người chứng kiến cái giây phút sau cùng của anh ấy đó. Trời ơi, vậy thì sự chờ đợi của tôi đã trở thành vô nghĩa. Suốt mấy năm qua tôi đã âm thầm dưỡng nuôi vọng gặp lại người thương. Em hãy bình tĩnh lại đừng quá đau thương. Cuộc đời em coi như mưa rồi, chỉ thương con thơ tuổi còn dài khờ. Từ hôm nay anh xin được kề cận, lo lắng trọn đời cho mẹ con em. Nếu mẹ con có được bình yên như vậy, chồng cô sẽ yên lòng bình thản ra đi. Sương à, lúc nào anh cũng yêu thương em, lúc nào anh cũng coi thằng bé Mẫn như là con ruột của mình. Em hứa với anh đi Sương, em hứa đi, em hứa với anh là em sẽ... Anh Vinh, ngay lúc này em rối trí quá, em muốn được nghỉ ngơi. Thôi được rồi, anh đưa em về liền nè. Còn cái chuyện đó đó, em cứ từ từ suy nghĩ. Em nhớ lúc nào anh cũng đợi tôi. Mình đi anh. Ờ, con bé Mẫn đâu anh? Nó đang chơi ngoài bãi cỏ kia kìa. À anh ơi, anh nè, tôi phải đưa Sương về liền. Anh làm ơn đưa bé Mẫn về giùm tôi nha. Anh đưa cô ấy về đi, tôi sẽ đưa cháu Mẫn về liền. À, cảm ơn anh. Sương, mình đi em. Bé Mẫn ơi, trời cũng chiều rồi, con với chú về, để ông bà ngoại chờ đó. Mẫn không về đâu, về nhà buồn lắm. Ai làm Mẫn buồn? Mẹ đó. Mẹ làm thế nào mà Mẫn buồn? Mẹ khóc hoài à. Mẫn có biết tại sao mẹ khóc không? Mẹ nhớ ba. Ba của Mẫn không có thương Mẫn, không thương mẹ Mẫn, bỏ Mẫn đi mất tiêu rồi. Bé Mẫn ơi, cha của bé Mẫn... Cha bé Mẫn sao? Chú nói đi. Nói đi chú. Cha của bé Mẫn... Kìa sao chú buồn quá vậy? Chú đừng có khóc giống mẹ nha. Chú mà khóc giống mẹ, Mẫn không thèm chơi với chú nữa đâu. Chú... chú đâu có muốn khóc. Nhưng không biết tại sao nghe những lời nói của bé Mẫn vừa rồi, lòng của chú chợt nhớ thương con của chú da diết. Con của chú ở đâu mà chú thương nhớ? Con của chú ở dưới quê. Ủa, sao chú không thương con của chú mà chú bỏ con của chú ở dưới quê vậy? Sao vậy chú? Bé Mẫn ơi, chú thương con của chú nhiều lắm, nhưng vì hoàn cảnh nên chú phải bỏ con của chú ở dưới quê. Cũng như cha của bé Mẫn cũng thương mẹ con của bé Mẫn nhiều lắm, nhưng cũng vì hoàn cảnh nên mới bỏ mẹ con của bé Mẫn mà ra đi. Mang theo trong tim bao nhiêu nỗi yêu buồn, nhưng có
chặt môi nuốt ngược dòng lệ nghẹn ngào. Ôi những dòng lệ đau thương trút xuống một cuộc đời thế lương, như nức nở như nào lòng trong tầng cùng thương đau. Chú đừng khóc, bé Mận rất buồn, hay là chú cho bé Mận nghe đi, bé Mận buồn ngủ lắm rồi. Chú hát bài nào cho thiệt là vui. Đời của chú là một chuỗi dài bất hạnh, không có niềm vui chỉ có nỗi buồn. Chú em đi sao chú khóc hoài, Mẫn buồn ngủ rồi chú ơi. Chú sẽ hát, chú hát lại bài hát ngày xưa mà mẹ của Mẫn thường hát ru Mẫn ngủ. Ôi những lời hát thân thương mà suốt ba năm qua chú âm thầm khao khát. Chú ao ước được một lần nghe lại để nỗi nhớ thương vơi bớt trong lòng. Mẫn con ơi, suốt ba năm qua cha đã ngậm đắng nuốt cay từng phút từng giờ. Suốt ba năm qua lúc nào cũng vậy, cha luôn tìm cách để cận kề bên con. Trời cao ơi, có thấu hiểu cho tôi ở bên cạnh con mà cha chưa một lần nào dám nói. Mắt nhìn mắt cô dâu che dòng lệ để tình phụ tử thiêng liêng chết liền trong tâm hồn. Mẫn con ơi, sau này con lớn xin con hiểu cho hoàn cảnh của cha. Cha nghèo quá, cha không đủ sức lo lắng cho mẹ con và không thể đưa con tới một tương lai tốt đẹp. Thôi thì cha phải đành làm như vậy, chứ không còn cách nào chọn lựa khác hơn. Mẫn ơi, có lẽ đây là lần sau cuối cha con mình được kề cận bên nhau. Sáng ngày mai coi như đã vĩnh biệt cha đi về một phía trời xa, bỏ lại sau lưng biết bao hình ảnh trọn đời này không thể nào quên. Hình ảnh con thơ và người vợ hiền chung thủy in đậm trong tim mãi mãi không phai nhòa. Kể từ đây đời cha coi như đã bỏ, chỉ cầu mong cho con và mẹ con được sống bình yên tràn đầy hạnh phúc. Chỉ bấy nhiêu thôi, dù có chết cha cũng yên lòng. Mẫn con hãy hiểu cho cha, con hiểu cho cha. Vinh à, cháu cứ yên lòng đưa con Sương sang Pháp chữa trị đôi mắt đi. Ở đây bác sẽ chuẩn bị tất cả, khi nào hai đứa trở về là bác sẽ cho làm đám cưới ngay lập tức. Dạ cháu cảm ơn bác. Nhưng mà còn Sương, ý cô Sương như thế nào? Nó đã bằng lòng rồi, bác mới dám mạnh dạn nói với cháu như vậy đó chứ. Sương đã bằng lòng làm vợ của cháu rồi hả bác? Phải, nó đã bằng lòng làm vợ của cháu kể từ khi nó biết chính xác là chồng nó đã chết. Hơn nữa, giờ đây nó không nghĩ tới nó đó, thì nó cũng phải nghĩ tới con của nó chứ. Con của nó càng ngày càng lớn rồi,
rất cần một nơi vững chắc để nương tựa sau này. Cháu hứa sẽ mang đến cho Sương thật nhiều hạnh phúc và sẽ lo lắng cho thằng bé Mẫn có một tương lai tốt đẹp. Cháu không cần phải hứa, bác cũng biết được điều này mà. Cho nên suốt mấy ngày nay bác với bác trai đó đã hết lời khuyên nhủ con Sương phân trần thiệt hơn. Nó đã nghĩ suy rồi mới bằng lòng chấp nhận Thuận Nguyên làm vợ của cháu đây. Cháu cứ yên lòng, khi nên chồng thành vợ, bác chắc chắn rằng nó sẽ quên hết những chuyện ngày xưa đã làm nó khổ tâm. Cuộc đời của Sương thật là tội nghiệp. Cháu yêu thương Sương cái đức tính thủy chung với người chồng xưa dù đã mất lâu. Cháu rộng lượng vô cùng, thật tốt phước cho con Sương. Được một tấm lòng như vậy không còn gì phải hối hận. Sương có ở nhà không bác cho cháu gặp gì có chút chuyện. Có chuyện gì vậy cháu? Dạ, chuyện đưa Sương sang Pháp để chữa trị đôi mắt bác à. Có gì trục trặc phải không cháu? Dạ không. Cháu gặp Sương để nói với Sương chuẩn bị hành lý sẵn. Có thể là chiều nay hoặc là trễ lắm là sáng mai, người ta sẽ lo toàn bộ giấy tờ xuất cảnh cho cháu. Trời ơi, vậy mà cũng làm cho bác dễ giật mình vậy đó. Nhưng mà bác hỏi nè, vậy chứ giấy tờ cháu nhờ ai lo vậy? Dạ ba của Hồng. Hồng nào vậy cháu? Dạ Hồng là bạn học của cháu ngày trước. Sương cũng đã gặp người ấy đôi ba lần rồi. Cô Hồng ở đường Hàm Tử phải không anh Vinh? Phải. Ngày trước em thấy cô ấy thích anh lắm đó. Cái tuổi học trò thì cũng có ít nhiều lãng mạn vậy mà. Đúng rồi, cái tuổi mà ăn chưa no lo chưa tới mà, vậy chứ cứ lo nhiều mơ mộng không mà. Cô nhắc làm gì? Chuyện trước mắt là cái chuyện đưa con sang Pháp chữa trị đôi mắt đây nè. Rồi sau đó tới cái chuyện... Mà thôi, má nói cho thằng Vinh biết hết rồi đó. Hai đứa ở đây mà bàn bạc lo liệu, má ra làm sao lo cơm nước nghe. Sương, nghe má em nói em đã bằng lòng làm vợ của anh mừng quá. Sương ơi, anh hứa với em, bao giờ chúng ta nên chồng nên vợ rồi, em muốn cái gì anh cũng chiều theo ý em hết. Điều mong muốn nhất của em là phải tìm được mộ phần của cha bé Mẫn. Khi nào em sáng bắt, anh sẽ đưa em đi với bé Mẫn về Bạc Liêu một chuyến. Anh Vinh, anh tốt với mẹ con em nhiều quá. Sương, đã bao nhiêu lần anh nói với em, anh yêu em là ở cái đức tính chung thủy với chồng, dù ngàn trùng cách biệt. Vẫn giữ trong lòng một tình yêu trọn vẹn, một tình yêu vô cùng cao đẹp, đã làm anh xúc động tâm hồn. Bao giờ em cũng thầm ước mơ được một lần quỳ bên mộ, thắp cho chồng em một nén lòng. Sương ơi, anh sẽ đi cùng trời cuối đất để tìm bằng được mộ phần cha bé Mẫn, để ước mơ của em trở thành sự thật, để những dòng lệ đau thương không còn đọng trên đôi mắt u buồn. Mơ của em tuy đơn sơ mà nặng nghĩa nặng tình, một ước mơ vô cùng bình dị nhưng rất ngọt ngào hai tiếng thủy chung. Cứ mỗi lần thấy em nhìn xa thăm thầm rồi cúi đầu nức nghe nở chuyện chia ly, trái tim anh nát tan thành từng mảnh vụn, nước mắt em rơi mà anh lại nghẹn ngào. Em biết tình cảm của anh đối với em vô cùng sâu đậm,
em mong rằng sẽ có dịp đền đáp lại cho anh. Anh không cần em đền đáp gì cả. Anh chỉ muốn trong những ngày sắp tới, đời của em không còn khổ đau. Anh Vinh Sương ơi, đó là những lời chân thành nhất anh giữ trong lòng từ bấy lâu nay. Đợi đến khi nào em gật đầu ứng thuận cùng với anh nên vợ nên chồng, anh mới nói ra để em hiểu tình cảm của anh thế nào. Đêm từng đêm em thường thao thức âm thầm tạo dựng thiên đường cho mai sau. Anh nguyện với lòng sẽ làm tất cả để đời em có thật nhiều niềm vui, để em quên dần những gì buồn thảm nhất cùng với anh đi suốt cái đoạn đường tình. Em cảm ơn anh rất nhiều, nhưng không cần em phải đi cuối đất cùng trời để tìm mộ phần cha bé Mẫn đâu. Có người hứa bao giờ đôi mắt em lành hẳn, họ sẽ đưa em, anh và bé Mẫn đến phần mộ của chồng em. Ai bè em? Người ấy chính là người đã cho em biết tin cha của bé Mẫn không còn nữa. Anh ấy chạy xích lô trước hẻm này, cũng là chỗ quen biết của ba em. À, anh biết rồi. Người đã đưa em ra bờ sông ngay cái hôm anh bận công chuyện phải không? Dạ phải. Vậy thì tốt quá. Ý chết, mãi lo nói chuyện mà anh quên. Tới giờ em uống thuốc rồi, anh đưa em vào trong uống thuốc nha. Dạ. Lạ thật, tới bây giờ sao vẫn chưa thấy Hồng tới kìa. Anh Vinh. À em. Anh chờ em có lâu không? Cũng hơi lâu lâu thôi. Cho em xin lỗi nha, em phải chờ ba em về để biết kết quả công việc mà anh đã nhờ em. À sao rồi em, kết quả như thế nào rồi? Rất tốt đẹp. Số giấy tờ anh nhờ em lo đó, trong nay mai sẽ có đầy đủ. Ừ, anh cảm ơn em nhiều lắm. Anh Vinh, đã bao nhiêu lần em nói với anh rồi, đừng bao giờ anh dùng hai tiếng cảm ơn để nói với em. Em làm tất cả cho anh là vì... Vì sao vậy em? Vì sao? Em tin là anh phải biết rằng vì sao em lại như thế. Vì sao mà em hết lòng mỗi lần nhờ tới. Dù có khó khăn đến thế nào đi chăng nữa, giá biển hay lấp trời, thì em cũng không hề từ chối. Anh biết rồi, nhưng mà anh cứ yên tâm, bao lâu em cũng chờ. Chờ đợi đến một ngày chính anh nói chuyện tình yêu. Hồng ơi, cái chuyện tình yêu có lẽ không bao giờ anh nói được với em đâu. Anh Vinh, anh... Hồng, anh không giấu gì em. Cái số giấy tờ mà anh nhờ em lo cho là của vợ sắp cưới của anh đó. Anh Vinh, anh nhờ em lo cho anh số giấy tờ đó để đưa cô ấy sang Pháp chữa trị đôi mắt. Bao giờ cô ấy lành bệnh hẳn, anh và cô ấy sẽ tiến tới hôn nhân ngay. Anh Vinh, sao từ bấy lâu nay em không hề nghe anh nói tới chuyện đó? À, vì anh và cô ấy... thôi em à, nhưng mà cái chuyện dài dòng lắm, khi nào có dịp anh sẽ kể hết cho em nghe ha. Không, không. Nhưng không em mà. Không muốn. Không, không, em đừng quá xúc động mà.
Dù sao thì chuyện cũng đã lỡ như vậy rồi. Đã lỡ như vậy rồi sao? Phải, giờ đây anh chỉ cầu mong em một điều, cố gắng lo giùm anh số giấy tờ đó đi. Được rồi, anh cứ yên lòng đi. Anh cảm ơn em, anh có việc phải đi liền. Thôi, anh đi nha. Anh Vinh, trời ơi, vậy mà từ bấy lâu nay mình cứ tưởng rằng hết rồi. Bao nhiêu mơ ước mà mình đã nuôi dưỡng suốt mấy năm nay đã thật sự mất hết rồi. Đời tôi cô đơn, nên yêu ai cũng cô đơn. Đời tôi cô đơn, nên yêu ai cũng không thành. Đời tôi cô đơn. Cô ơi cô có sao không? Không, không sao hết. Con gái mà giờ này còn say sưa ở ngoài đường á thì nguy hiểm lắm. Nhà cô ở đâu? Cô nói đi, tôi đưa cô về giùm. Về làm chi? Khi anh đã bỏ em rồi. Cô ơi, tôi hứa là tôi không bỏ cô đâu, tôi sẽ đưa cô về nhà mà. Anh hứa là anh sẽ... làm tôi mừng hụt. Nhưng anh hứa là anh không bỏ tôi, anh sẽ đưa tôi về tới nhà thì tôi đi theo anh. Dù sao thì bây giờ có một người bên cạnh thì cũng vơi bớt một phần nào cô đơn. Cô đã sai lắm rồi, cô lên xe đi, tôi đưa cô về nhà. Đi thì đi. Nào, dường như là cô đang có chuyện buồn lắm phải không? Trên đời này chỉ có tình yêu mới làm cho người ta buồn đến như thế. À, mà tôi nói vậy có phải không anh? Đúng đó, chỉ có tình yêu mới có thể làm cho con người ta buồn thảm nhất. Yêu mà không được kề cận bên người mình yêu thì cô đơn lắm. Mà cô đơn là cái nỗi đau khủng khiếp nhất phải không anh? Đúng đó cô, cô đơn là một nỗi đau khủng khiếp nhất. Như vậy thì anh còn đưa tôi về nhà làm chi? Để tôi phải chịu cái cảnh cô đơn. Nhưng cô là con gái, giờ này mà còn say sưa ở ngoài đường thì nguy hiểm lắm. Nguy hiểm thì nguy hiểm, không có cái gì đáng sợ bằng cô đơn hết. Nếu anh không đưa tôi đi nữa, tôi đi bộ. Ê, trời đất ơi, cô. Ai? Trời ơi. À. Cô sao không cô? Cô có sao không? À, ông ơi, ông có sao không? Ông ơi, để tôi đưa ông đi bệnh viện. Tôi đưa ông đi bệnh viện. Ủa? Chú em đi đâu đây? Thưa bà, tôi... Thôi, tôi không cho cậu dẫn cháu ngoại tôi đi chơi nữa đâu. Cách nay mấy hôm á, cậu dẫn nó đi tới khuya lơ khuya lắc à, báo hại cả nhà tôi trông đứng trông ngồi à. Dạ,
Nhưng hôm nay tôi tới đây không phải để dẫn bé Mẫn đi chơi. Vậy thì chú tới đây làm gì? Dạ để... Thôi khỏi nói, tôi biết rồi. Tuy rằng chú và chồng của con gái tôi là chỗ quen biết, nhưng tôi yêu cầu chú đừng tới cái nhà này để khơi lại cái dĩ vãng ngày xưa cho con gái tôi nghe nữa. Tôi và ông nhà tôi phải nói hết lời hết lẽ, nó mới chịu ưng thuận lấy thằng Vinh làm chồng. Chú tới đây nói gần nói xa, rồi nó đổi ý một cái là chết gia đình tôi. Không, tôi không có ý đó đâu. Có hay không làm sao tôi biết đây? Đầu tiên là tôi phải ngăn cản trước. Biết đâu chú em vui miệng nói chơi thôi, ảnh hưởng không tốt tới con gái tôi. Nói thiệt với chú em, giờ đây tôi rất sợ. Ngày trước tôi để con gái tôi quá tự do, nên cuộc đời nó mới ra nông nổi. Chớ phải một thằng chồng nhà quê nghèo mạt, hậu quả còn tồn tại tới bây giờ. Bà làm ơn cho tôi gặp ông nhà để tôi nói một vài câu giả từ. Vì chiều nay tôi đã đi xa. Ông nhà tôi hả? Ông không có ở nhà, chú em nhắn lại gì? Nói đi, ông về tôi nói lại giùm cho. Xin bà cho phép tôi đứng ở đây đợi ông về. Trời ơi, tôi đã nói với chú em rồi, muốn nói cái gì, muốn nhắn cái gì cứ nhắn với tôi nè. Ông về tôi sẽ nói lại cho. À, hay là ngại mượn tiền không dám nói? Dạ không, tôi không có mượn tiền. Vậy thì tại sao chú em ngại mà không dám nói với tôi? Thưa bà, tôi... Chú em à, nói gần nói xa không qua nói thiệt. Từ nãy giờ á, những cử chỉ của tôi không đủ để cho chú em hiểu là tôi muốn nói gì sao? Nhưng tôi... Thôi được rồi, để tôi nói thẳng cho chú em hiểu nè. Tôi không muốn sự có mặt của chú em trong cái nhà này, dù chỉ là một giây một phút. Chú em có hiểu chưa? Bà... Đi đi! Bà, tôi... Tôi đã nói rồi mà, sao chú lì lợm quá vậy? Kìa bà, người quen của tôi mà bà làm gì dữ vậy? Làm gì dữ vậy? Tôi nói cho ông biết nha, thời buổi này đã không có tin ai được đâu à nghe. Xin lỗi ông bà, sự có mặt của tôi đã làm cho gia đình ông bà xáo trộn. Thôi, tôi đi liền. Cảm ơn. Xin lỗi, có cậu Vinh ở đây không? Xin lỗi, ông là... Tôi là ba con Hồng, bạn học của cậu Vinh. Ba cô Hồng? Phải. Bạn học của cháu Vinh? Phải. Vinh ơi Vinh, có ba của cô Hồng tới tìm cháu nè. Dạ chào bác. Cậu Vinh, tôi biết chắc chắn là cậu ở đây, nên tôi tới thẳng nơi này để gặp cậu. Dạ thưa bác, ở số giấy tờ con nhờ bác lo đã xong chưa bác? Đã hoàn tất rồi, nhưng rất tiếc là tôi không thể giao cho cậu được. Thưa bác, tại sao? Tại sao thì có lẽ cậu đã hiểu rõ hơn tôi. Thiệt tình thì tôi cũng không ngờ chính tôi lại tiếp tay với cậu hại con Học, con gái của tôi. Thưa bác. Cậu Vinh, chắc cậu cũng thừa biết con gái của tôi yêu thương cậu tha thiết. Dạ cháu biết, nhưng... Cậu đừng biện minh cho mình điều gì cả. Con gái tôi vô cùng yêu thương cậu, vậy mà cậu lại kết thúc tình cảm của nó một cách quá tàn nhẫn. Dạ thưa bác. Cậu nhờ nó nói với tôi lo giấy tờ cho người yêu của cậu sang Pháp trị bệnh. Cậu lợi dụng tình cảm của nó để xây dựng cho mình một con đường hạnh phúc. Cậu khôn khéo quá mà. Chuyện của con gái của tôi là dại dột, đắm đầu vào một tình yêu mù quáng, để cuối cùng phải gánh lấy một hậu quả đau thương. Nó không khác gì một người điên, suốt mấy ngày qua nó cứ uống rượu một mình. Vừa rồi nó gây ra chuyện dữ, gieo tai họa cho cả nhà tôi. Hiện giờ người ấy đã mạn vong, tôi chưa biết sẽ phải làm sao. Nếu gia đình người ấy kiện thưa, thì tương lai con tôi ở trong tù, như vậy làm sao tôi chịu được đây? Ông à, theo tôi nghĩ á, bất cứ chuyện gì cũng có thể giải quyết được cơ mà. Hay là chúng ta thử bàn bạc với nhau, tìm một cách nào ổn thỏa nhất cho cả hai bên ha.
Chỉ còn một cách duy nhất để ổn thỏa cho cả hai bên thôi. Dạ thưa bác, cách nào? Con gái tôi gặp phải chuyện như thế cũng có một phần lỗi của cậu trong đó. Vậy thì cậu phải nhận hết tội lỗi thay cho con gái tôi. Còn tôi sẽ trao lại tất cả giấy tờ để cho người yêu cậu sang Pháp chữa bệnh. Dạ thưa bác, nhưng mà... Cậu Vinh à, coi như đây là một cuộc trao đổi. Theo tôi nghĩ rất là công bằng. Nếu con gái tôi nói được bình yên thì người yêu cậu sẽ thoát khỏi cảnh đuôi mù. Bác có thể cho cháu suy nghĩ lại. Bất ngờ quá cháu không biết phải như thế nào. Chuyện này tôi không thể chần chờ. Được hay không, cậu phải trả lời ngay đi. Ông ơi, tôi sẽ nhận hết tội. À, cậu là người đạp xích lô chở con gái tôi đi mà. Tôi là người quen của gia đình này. Cậu suy nghĩ kỹ chưa mà dám nhận tội thế cho con tôi? Tôi đã suy nghĩ kỹ. Nếu làm như thế thì cậu sẽ đòi hỏi ở tôi những gì? Tôi không cần đòi hỏi điều chi. Chỉ cần ông giao hết giấy tờ cho gia đình này. Được, coi như chúng ta thỏa thuận như vậy. Tôi về nhà chờ, mong cậu tới liền. Được, tôi sẽ tới nhà ông liền. Ông về trước đi, tôi sẽ tới sau. Chú em ơi, chú em đã cứu lấy gia đình này. Tôi cảm ơn chú nhiều lắm. Xin bà đừng nói với tôi như vậy. Tôi không phải biết nói gì trước việc làm của chú. Ông đừng quá bận tâm như thế. Anh Vinh ơi, anh hãy cảm nhận anh ấy. Đây là việc riêng của gia đình mình, không liên quan gì tới anh ấy đâu. Sương, em... Anh Vinh, hãy ngăn cản anh ấy. Hãy ngăn cản anh ấy đi. Cô ơi, xin cô hãy dằn bớt niềm xúc động. Có đáng gì mà phải xót xa đến thế kia? Nhưng đây là chuyện gia đình của tôi. Tôi không thể nào để anh gánh chịu như vậy. Cô ơi, cô hãy coi như đây là dịp để tôi đền đáp lại công ơn cứu mạng của chồng cô. Được như thế tôi không còn dai. Rất được như thế tôi rất yên tâm. Vì đã làm tròn niềm ao ước của anh mình. Trước lúc nhắm mắt xuôi tay, anh chỉ thầm ước ao sao. Anh ước ao sao giờ con của anh có nơi nương tựa sau này. Tôi thấy anh Vinh đàng hoàng lại có học, chồng cô không còn hối tiếc điều gì. Tôi đây xin hứa kể từ hôm nay, lo lắng cho Sương và lo lắng cho bé Mận. Anh dặn dò tôi nếu
sau này có gặp được vợ con anh thì nhắn nhủ giùm anh một đôi lời. Anh nói con của anh sanh thiếu tháng nên không được khỏe mạnh như mọi người, không thể nào chịu cực khổ được như anh, cô mà choáng học để có tương lai. Những chuyện này nói với anh Vinh tốt hơn, con anh là trai cần của cha nương tựa. Anh Vinh ơi xin anh hãy xót thương nhiều, dắt con anh trên đoạn đường còn xa thăm thẳm. Tới bây giờ tôi mới biết tại sao Sương yêu thương chồng mình đến như thế. Anh ấy tốt quá, tôi xin hứa sẽ làm theo như lời trăn trối của anh ấy. Trời ơi, tới cái giây phút sau cùng, chồng của tôi vẫn còn nghĩ tới mẹ con tôi. Anh Minh ơi, anh hãy yên lòng nhắm mắt, quãng đời còn lại em sẽ dành hết cho con mình. Dù phải đánh đổi điều chi em cũng quyết lo tròn. Cô và anh Vinh đều hứa như vậy, đã vui lòng anh cũng yên lòng tôi. Còn cái chuyện đi tìm phần mộ, tôi khuyên cô và anh Vinh đừng có quá bận tâm. Vì một phần anh được chôn nơi một đảo quan, không dấu chân người xa tích ngoài biển khơi. Không, không, tôi không thể nào để chồng tôi cô đơn quạnh quẽ ở cái nơi xa xôi đó. Đó chỉ là lời khuyên của tôi thôi, còn định liệu thế nào tùy ở cô và anh Vinh. Bây giờ tôi phải đi. Anh ơi, anh, tôi và Sương cũng không biết nói gì, không biết nói gì với anh trong cái giây phút này. Tôi chỉ cần hai người hãy làm đúng theo lời đã hứa với vong hồn của anh Minh. Tôi sẽ làm đúng như vậy, tôi sẽ làm đúng như vậy. Chú à, tôi trời ơi, tôi phải nói gì với chú đây? Ông đừng tự dằn vặt mình như thế, chỉ làm cho tôi khó xử lúc ra đi. Chú em ơi, chú em cho tôi. Còn bà cũng đừng tự trách mình, tôi không buồn bà điều gì cả. Tạm biệt mọi người, tôi đi. Anh, con. Tôi đã nói với ông rồi, tôi xin ông đừng để bất cứ một người nào biết tôi đang bị giam giữ ở nơi này, hoặc đến đây để gặp tôi, kể cả ông luôn. Vậy mà tại sao ông lại... Trước tiên tôi thành thật xin lỗi cậu vì không làm theo đúng như những lời cậu đã căn dặn. Tôi xin cậu hãy coi đây là trường hợp ngoại lệ, vì con gái tôi nó đòi bằng được phải gặp mặt cậu. Cậu à, tôi xin lấy danh dự của một người lớn tuổi ra hứa với cậu. Con gái tôi là người đầu tiên đến đây gặp cậu và cũng là người cuối cùng. Từ đây sẽ không còn ai làm phiền cậu nữa. Nhưng cô ấy muốn gặp tôi để làm gì? Kể từ khi con gái tôi biết được cậu phải chịu án 15 năm, tôi thấy nó ân hận vô cùng bởi những chuyện mà nó đã gây ra, làm cho cậu phải gánh lấy hậu quả nặng nề. Một hậu quả mà chúng tôi cũng không ngờ.
Ông và cô đừng có bận tâm như vậy. Chuyện này tự tôi chọn lấy cho tôi. Nhưng con gái tôi cứ mãi dằn vặt, một hai nó đòi phải được gặp mặt. Cô à, giờ đây đã gặp nhau, có chuyện gì cô cứ nói đi, đừng ngại. Tôi cầu xin anh hãy tha thứ tội. Tại tôi mà anh mới ra nông nổi như thế, phải chịu án đến 15 năm. Cô à, xin cô đừng có bận lòng. Tôi và ba cô có thỏa thuận với nhau, coi như một cuộc đổi trao công bằng. Tôi và gia đình cô không ai nợ ai. Hồng à, con ở đây nói chuyện với cậu ấy, ba ra ngoài chờ con. Cô à, tôi đã nói như vậy rồi, cô cứ yên tâm mà theo ba cô về đi. Anh ơi, xin anh hãy dành cho tôi một vài giây phút để tôi nói hết những gì mà tôi còn giữ ở trong lòng. Được rồi, cô nói đi, tôi nghe đây. Anh ơi, suốt mấy đêm qua tôi cứ trằn trọc suy nghĩ, rồi quyết định đến nơi này để gặp anh, để cầu xin với anh một chuyện, và mong rằng anh đừng từ chối lời cầu xin kia. Tôi cầu xin anh hãy cho tôi đóng tạm vai trò người vợ, để tôi được thường xuyên lui tới nơi đây, từng tháng từng ngày suốt 15 năm, cùng chia sẻ những vui buồn với anh cho đến bao giờ anh được tự do. Đây là những lời chân thật, tôi xin làm vợ anh trọn đời, bù đắp cho anh những tháng ngày này. Đừng, xin cô đừng dại dỗ thế kia, đừng phi uổng tuổi thanh xuân. Còn anh, anh có tội tình gì chôn chặt tuổi trẻ chốn lao tù? Cô ơi, mỗi người một số phận, không ai giống ai đâu. Nhưng có lẽ trời cao đã xui khiến cho số phận tôi gắn liền với số phận anh mãi mãi. Tội của tôi gây ra mà anh đã gánh chịu, thì thôi mình hãy cùng nhau chia sẻ nỗi đau này. Được như thế thì sự ân hận của tôi cũng vơi bớt một phần nào. Đã bao nhiêu đêm rồi tôi thức trắng, mãi mới quyết định thế kia. Ngày hôm nay tôi gặp được anh, mới biết rằng quyết định kia không thể thay đổi. Đó là những lời nói chân thành nhất của một trái tim nước mắt đông đầy. 15 năm, một khoảng thời gian không ngắn ngủi, quá đầy đủ để cho cô suy nghĩ. Tôi sợ rằng rồi đây cô sẽ hối tiếc, thì lúc đó tóc đã pha sương. Thà rằng 15 năm tôi sống như thế, để tâm hồn được thanh thản bình yên, vì biết rằng mình được chia sẻ một chút gì tội lỗi mà mình đã gây ra, còn hơn đêm đêm phải thao thức một mình đối diện với lương tâm, rồi rai rứt, rồi tự mình dằn vặt,
rồi mòn mỏi chết đi không biết từ bao giờ. Cô ơi, đây là những lời sau cuối tôi nói với cô bằng tất cả lòng mình. Chuyện vừa qua cô hãy coi như cơn ác mộng, chờ con qua hồn rồi vội vã bay xa. Không biết sao, càng cố quên thì tôi càng thấy nhớ. Mọi chuyện là tùy ở cô, nhưng tôi nói trước để cho cô biết, từ hôm nay cô đừng tới nơi đây. Tôi sẽ không tiếp xúc với một người nào nữa cả. Anh... Những lời nói vừa rồi của tôi là sự thật. Dù không đến được nơi đây, nhưng tôi cũng chờ đợi. Tôi chờ đợi anh suốt cuộc đời này. Cô ơi, cô. Sương à, đám giỗ ba của thằng Mẫn lần này đó, anh mời rất là đông khách. Anh Vinh à, mình làm đơn giản cũng được rồi. Anh dự định sẵn đám giỗ này, anh làm một buổi tiệc ăn mừng, mừng cho thằng Mẫn học hành tiến bộ, thi đâu đậu đó. Hơn nữa, anh muốn giới thiệu nó cho bạn bè anh biết, để sau này khi nó ra trường, nó sẽ dễ dàng tìm được một công việc. Lúc nào anh cũng chu đáo với mẹ con em. Đã 15 năm rồi mà em vẫn còn nói với anh như vậy sao? Em biết không, kể từ khi nên vợ thành chồng với em, anh luôn luôn tâm niệm một điều là phải hết lòng yêu thương em, và sẽ cố gắng lo lắng cho thằng Mẫn có một địa vị trong xã hội, để chồng của em không còn phiền muộn gì nơi chốn suối vàng. 15 năm qua anh đã làm tròn tâm niệm đó. Anh tin rằng mình đã làm tròn tâm niệm đó, nhưng trong lòng anh vẫn còn ao ước một điều. Anh ao ước điều gì? Anh ao ước cái ngày thằng Mẫn tốt nghiệp, anh sẽ tìm cho nó một công việc ổn định, rồi anh sẽ giao tất cả sự nghiệp này lại cho nó. Anh với em tìm mua một căn nhà nhỏ ở một vùng ngoại ô nào đó, rồi vợ chồng mình cùng tạo dựng một cuộc sống bình yên. Anh Vinh, em đã bao nhiêu năm lăn lộn với cuộc sống, anh cảm thấy mình đã mỏi gối chồng chân. Anh thèm khát một cuộc sống bình dị cùng với em trong những ngày tháng cuối cuộc đời, mãi mãi cận kề bên nhau, cùng chia sẻ buồn vui, quên hết những chuyện trên đời. Từ khi mình nên chồng thành vợ, đây là lần đầu tiên anh tâm sự. Những dự định của anh em cũng thầm mơ ước trong lòng. Anh suy nghĩ lâu rồi nhưng chưa có dịp để nói. Công việc còn quá nhiều, anh phải đầu tắt mặt tối. Hơn nữa con của mình nó cũng chưa lớn lắm. Rồi cho đến hôm nay, sao anh lại nói với em, thằng Mẫn con mình nó cũng đã lớn khôn, nó sẽ thay thế cho anh coi sóc mọi chuyện trong ngoài. Em thấy nó vẫn còn nhỏ dài, không thể thay thế cho anh được. Mới 19 đôi mươi, cái tuổi ấy thì làm được gì. Em đừng coi thường nó giống anh như đúc, từ cái tánh hình tới cách ăn cách nói,
nên anh tin rằng nó giỏi hơn anh nữa. Thôi được rồi, nè, em chịu thua anh á, không cãi lại anh đâu. Sao, chịu thua rồi phải không? Phải. À, nếu chịu thua rồi sao đây? Sao hả? Rồi, chịu. Ba má đang bàn tính cái chuyện bỏ con phải không? Ba má thương con không hết, làm sao mà bỏ con được. Ba má dự định sẽ giao hết sản nghiệp này lại cho con. Ba má tìm mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, sống cho nó yên tĩnh vậy mà. Con không có cần gì cả, con chỉ cần ba má luôn luôn sống ở bên cạnh con thôi. Nói thì nói vậy, cũng phải chờ con tốt nghiệp, có công việc ổn định rồi mới tính. Nhưng con nói trước á, sau này á, ba má đi đâu là con đi theo đó đó. Được rồi, ba chiều theo ý con trai cưng của ba. Ba hứa với con rồi nha. Ba nhớ mà. Ba phải giữ lời đó. Ủa, hôm nay con trai cưng của ba đi đâu mà ăn diện bảnh bao quá ha. Dạ, dạ con. Nhìn cái điệu bộ của con là ba biết rồi, hẹn với bạn gái phải không? Dạ, dạ phải. Ủa, có bạn gái rồi sao? Em hỏi gì kỳ vậy? Con đã hơn 20 tuổi rồi, có bạn gái cũng là chuyện bình thường thôi. Em hỏi là hỏi vậy, chứ có trách nó gì đâu mà anh Binh nói dữ vậy ha. Con định xin phép ba má, hôm nào con đưa bạn gái con về nhà chơi. Ba đồng ý ngay. Nhưng mà bạn gái con ở đâu, hiện tại đang làm gì? Dạ, bạn gái con ở đường Hàm Tử á ba. Hiện tại cũng như con vậy đó, cũng đang học đại học. Nhưng... Thôi kìa, nhưng mà thế nào? Sao tự nhiên rồi con buồn vậy? Hoàn cảnh của bạn con như thế nào? Nếu cần, ba má sẽ giúp đỡ cho. Bạn gái của con mồ côi từ bé, sống với một người mẹ nuôi, gia đình cũng giàu có. Rồi rồi rồi, người mẹ nuôi đó đối xử thế nào với bạn gái của con? Rất tốt, y như là mẹ ruột vậy đó. Nhưng mà nghe nói gần đây á, bà ấy đau ốm liên tục, ảnh hưởng rất nhiều tới việc học hành của bạn con. Con vô cùng lo lắng, con sợ chuyện học hành của bạn ấy dang dở. Đây là chuyện của con, ba cũng không rõ. Nhưng nếu cần gì, ba hứa sẽ giúp đỡ. Mẫn à, ba con đã nói thế kia, con cũng đừng ngại gì, cứ hỏi bạn con cần gì rồi nói lại với ba con. Chút lát nữa đây con sẽ nói rõ ràng, nếu bạn con cần gì á, con sẽ nói lại với ba. Rồi ba hứa, dù khó khăn như thế nào ba cũng tìm cách giúp đỡ cho con. Con cảm ơn ba, con cảm ơn má. Thôi con đi nghe ba má. Đó, đó, em thấy không, tới cái lòng nhân hậu nó cũng giống y hệt là anh nè. Phải rồi, nó giống anh hết á, nó đâu có giống em đâu. Rồi nói vậy rồi giận phải không? Ừ, giận á. Thôi để anh mắc đền cho nè. Trời ơi, quỷ cái anh này thiệt à. Hương, em chờ anh có lâu không? Còn hỏi nữa, hơn nửa tiếng rồi đó. Chờ anh xin lỗi, anh kẹt công chuyện. Lần nào cũng vậy hả? Hễ tới trễ là đổ thừa tại kẹt công chuyện. Anh kẹt công chuyện thiệt mà. Công chuyện gì mà quan trọng dữ vậy? Quan trọng còn hơn em nữa à?
Hồi sáng này nè, anh bàn với ba má anh á, tìm cách giúp đỡ cho em lúc má em đang bệnh nặng. Gia đình em có túng thiếu điều chi? Anh nói cho ba má anh biết làm gì để ba má anh lo thêm. Anh cũng biết như vậy, nhưng không biết làm sao á, không lúc nào anh yên lòng cho được. Anh luôn cầu mong cho má em sớm lành bệnh. Để em... Để em thế nào? Thì... Thì để em thưa chuyện chúng mình cho má em biết, và xin phép má em cho hai ta làm lễ đính hôn. Đợi lúc ra trường thì chúng mình mới nên duyên, tạo một hạnh phúc riêng, trọn đời mãi bình yên. Em biết anh yêu em vô cùng, nhưng cũng vì hoàn cảnh gia đình em chưa cho má biết chuyện này. Nhưng từ từ rồi em cũng... Lòng anh cứ bâng khuâng như lo sợ điều gì đang đe dọa tình mình, nên anh mới nóng lòng thế kia. Tại sao anh còn lo sợ khi chúng mình đã thật sự thì không còn một lý do nào chia cách được tình ta. Hương ơi, dù rằng biết vậy nhưng không hiểu sao anh cứ phập phồng lo sợ, cứ đêm đêm mỗi lần chìm sâu trong giấc ngủ, anh mơ thấy hai ta mỗi đứa một con đường. Giật mình tỉnh giấc, nước mắt của anh vẫn còn đẫm đìa. Anh mong rằng giấc mơ kia không là sự thật, để chúng mình mãi mãi bên. Nếu mất em anh cũng không biết mình ra sao, vì trái tim của anh đã trao cho em tất cả. Từ cái buổi đầu tiên mình vừa gặp gỡ, tâm hồn anh đã gửi trọn cho mối tình này. Em cũng vậy, em có khác gì anh đâu. Từ hôm ấy tới nay vắng anh đôi ba ngày là em thấy nhớ đến nỗi mà đứng ngồi không có yên à. Hương, dù có chuyện gì đi chăng nữa, chúng mình cũng phải ở bên nhau. Anh luôn tâm niệm với lòng mình á, sẽ giữ em mãi bên cạnh anh. Còn tới 4 năm nữa chúng mình mới tốt nghiệp, em mong sao cho ngày tháng nó qua nhanh, để chúng mình làm tròn bao mơ từ bấy lâu nay đã ấp ủ trong lòng. Những mơ ước đơn sơ nhưng chan chứa bao ân tình. Mình sẽ dựng xây một gia đình êm ấm, nghĩa vợ tình chồng dìu dắt tiếng yêu thương. Rồi em sẽ sanh cho anh một đứa con bụ bẩm, để chiều chiều em bồng con đứng đợi chờ anh. Rồi em và con sẽ ra tận đầu ngõ, chờ đợi anh về trên môi luôn nở nụ cười tươi. Chỉ là những ước mơ thôi, vậy mà anh nôn quá trời hả? Hương, em tìm cách nói cho má em biết chuyện của chúng mình đi, rồi xin phép má em á cho chúng mình làm hôn lễ luôn. Được rồi mà, ba hôm nữa
má em sẽ được giải phẫu. Khi giải phẫu xong á, em sẽ nói tất cả cho má em biết. Hương à, lần giải phẫu này có nguy hiểm lắm không em? Lành ít, dữ nhiều, nhưng mà cũng còn rất nhiều hy vọng anh à. Em nhớ nghe, khi nào á má em giải phẫu xong, em phải nói với má em liền đó. Em hứa rồi là em sẽ nói mà. Ba, con bất hiếu, bỏ ba trong lúc tuổi già bóng xế, ba hãy tha lỗi cho con nghe ba. Hồng ơi, ba xin con đừng nói với ba như vậy. Ba xin con mà Hồng. Con biết sức của con không thể nào vượt qua được. Hồng ơi, ba không để cho con chết đâu con à. Vô ích thôi ba, sức con đã tàn, lực con đã cạn, không còn cách nào cứu được con không, đâu. Không, con. Ba ơi, con, nếu ba có thương con, thì sau khi con đã chết rồi, ba hãy tiếp tục những gì con ghi lòng tác giả suốt 15 năm chờ đợi. Nhưng giờ đây con không còn đủ sức đợi chờ. Con Hồng, con. Lời nói cuối cùng tất cả tâm nguyện, con không còn bận biểu điều gì. Hồng con ơi, má con mất năm con mới vừa lên 4 tuổi, gà trống nuôi con một mình ba lam lù, vất vả mồ hôi để tạo dựng cho con một cuộc sống hơn người. Giờ đây đã có tất cả, những ba sắp mất khi con rồi. Nếu cần đánh đổi cả sản nghiệp để cho con có một cuộc sống bình ba xin thề là ba không hề tiếc nuối. Thà rằng nghèo khổ mà cha con có nhau, còn hơn sống trong cái cảnh giàu sang, cha con mình phải âm dương cách trở. Đừng quá sầu thảm làm gì, chỉ làm cho con buồn bã thêm trong khi giây phút chia tay nhắm mắt. Trời ơi, tôi có thể làm được tất cả, tại sao tôi không cứu được con tôi nè trời? Ba ơi, đến bây giờ mà con vẫn còn nhớ cái ngày mà cha con mình còn ở Thủ Thiêm. Ba đạp xích lô kiếm từng đồng từng cát, vậy mà con đòi mua chi ba cũng bằng lòng. Có một lần con đòi ba mua một con búp bê màu hồng, ba gật đầu vét cạn tiền trong túi mua về cho con trong một buổi chiều mưa. Con ham chơi trợt chân dấp té, con
con búp bê nó rớt xuống dòng sông. Ba tiến qua nhảy xuống sông cô nhất, miệng cháy đâm vào chân ba mà ba cũng không biết không hay. Ba nhớ rồi, ba nhớ lần đó rồi con à. Con vui mừng nhận lại con búp bê, ma miệng cười ríu rít, trong khi ba nhăn mặt đau đớn vì vết thương ra máu nhiều quá. Ba thương con đến như vậy, tại sao con lại nỡ bỏ ba? Không, má ơi, con, má ơi, má ơi, má đừng bỏ con mà má. Má ơi, Hương, tới đây với má. Má nín đi, nghe má nói nè. Dạ, con nín rồi nè. Má muốn nói gì nói đi má. Má nói đi Hương. Dạ, tuy con chỉ là con nuôi, nhưng suốt mười mấy năm qua lúc nào má cũng coi con như con ruột. Con biết mà, con biết má thương con nhiều lắm. Còn con, con có thương má không? Dạ thương, con thương má nhiều hơn ai hết đó. Nếu bây giờ má nhờ con giúp má một chuyện, nhưng chuyện ấy vô cùng khó khăn đối với con. Con có thể giúp được má không? Má nói đi má, dù khó khăn thế nào con cũng giúp má được mà. Ngay bây giờ nè, nếu má muốn con chết, con cũng sẵn sàng con chết trước mặt má liền. Con gái của má có hiểu lắm. Má cần gì má nói cho con biết đi má. Má nói đi. Ngày xưa có một người đàn ông đã nhận tội giết người thay cho má. Người ấy phải gánh chịu một bản án 15 năm tù. Từ ngày ấy tới bây giờ mà coi đó như món nợ đời mà má đã thốt dậy. Má thầm hứa với lương tâm là sẽ trả món nợ kia, nhưng má không làm. Giờ đây đã có con, xin má cứ yên lòng, món nợ kia thế nào và má trả ra sao. Má hãy nói với con, dù sẽ chờ đợi người đàn ông đó trọn đời suốt kiếp. Cùng nắm tay nhau đi suốt đoạn đường còn lại, chỉ có như thế má mới trả được món nợ mà 15 năm qua người ấy đã gánh chịu nơi chốn lao tù.
giờ đây má đã sẵn sửa lìa đời. Món nợ đó má không thể nào trả được. Mọi chuyện bây giờ má cậy nhờ ở con. Hương ơi xin con hãy thay thế má nên chồng thành vợ như người đàn ông kia. Được như thế ma mới xuôi tay nhắm mắt cũng hứa đi cho má yên lòng. Má, con có chịu giúp má không? Con nói đi, nói đi con. Ba ơi, con Hương đã bằng lòng ứng thuận phần của ba, ba cũng phải ráng mà lo. Bằng mọi cách phải tìm gặp người ấy, bằng mọi cách phải tác hợp lương duyên kia. Cặp nhẫn cưới con còn cất trong tủ, ba hãy đưa cả hai ra phần mộ. Con muốn chứng kiến cái giây phút trao nhẫn cưới, cái giây phút mà suốt 15 năm con đợi chờ. Tất cả con đã nói ra hết, xin hai người đừng phủ lại lời trăn trối kia. Giờ đây cũng đã đến lúc xuôi tay nhắm mắt. Hương ơi con đừng buồn, ba cũng đừng. Không. Nhớ đừng phủ lại những lời trăn trối kia. Má, Hồng. Má. Không. Hồng ơi tỉnh lại đi con. Tỉnh lại đi con. Đừng bỏ ba con. Má. Ơi con Hồng. Má ơi, má tỉnh lại đi má. Con Hồng ơi, má bỏ con rồi sao? Cậu. Dạ. Ông ông kêu tôi rồi. Cậu không nhớ tôi thiệt sao? Ông là ai? Tôi nhận ra ông rồi. Suốt mấy tháng nay tôi cứ ngồi ở nơi đây để chờ đợi cái ngày cậu được tự do. Ông chờ đợi như vậy để làm gì? Để làm tròn lời hứa với một người đã mất. Ai? Người ấy là ai? Con gái của tôi. Sao? Cô ấy mất rồi à? Đúng. Tại sao vậy? Gặp phải một căn bệnh hiểm nghèo. Trời ơi. Ông đã hứa gì với cô ấy mà suốt mấy tháng nay ông phải nhọc công chờ tôi? Tôi hứa với con tôi sẽ làm tròn lời hứa mà con tôi đã hứa với cậu. Đã hứa với tôi à? Phải. Có lẽ cậu cũng còn nhớ
cách nay 15 năm trong một lần gặp gỡ. Con gái tôi có hứa rằng sẽ chờ đợi mãi cầu đây. Như người vợ chờ đợi chồng mình từ ngày ấy cho tới lúc mất đi, nó đã giữ trọn lời hứa này. Nhưng ông trời ác độc với con tôi, tội tình gì phải gánh chịu đau thương đến cây dây phúc sắp tương phùng. Còn tao chi cây cành chia ly. Trời ơi, tôi đã nói với cô ấy bao nhiêu lần, đừng có dại khờ mà phí uổng tuổi thanh xuân. Vậy mà cô ấy vẫn đợi chờ suốt 15 năm qua. Trong cây dây phúc sắp vĩnh biệt, con gái tôi cứ nức nở ra nghẹn ngào. Có chẳng trôi một đôi điều, dù chết tôi cũng phải làm theo. Cô ấy đã trăn trối lại điều chi? Nếu tôi giúp được gì, tôi hứa tôi sẽ giúp ông. Ngoài cậu ra thì không ai có thể giúp tôi làm đúng theo những lời trăn trối đó. Được rồi, ông nói đi, dù khó khăn thế nào tôi cũng giúp ông mà. Tôi sẽ nói, nhưng nếu cậu không giúp tôi làm tròn tâm niệm sau cùng của con gái tôi thì tôi sẽ tự tử chết trước mặt cậu đây này. Ông à, tôi hứa sẽ giúp ông. Ông đừng làm vậy, ông đừng làm vậy mà. Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu. Cậu Hương, tại sao mấy tháng nay em cố tình tránh mặt anh? Rồi hôm nay em hẹn anh ra đây, em không nói gì cả, em cứ ngồi im lặng hoài vậy. Anh Mận, có chuyện gì em cứ nói đi, em đừng có làm như vậy, chỉ làm anh bối rối thêm thôi. Thôi được rồi, trước sau gì cũng phải nói ra thôi, trước sau gì cũng phải giải quyết như thế. Vậy thì em nói đi, em hẹn anh ra đây để làm gì? Anh Mận, em nói cho anh biết, chúng mình phải chia tay nhau thôi. Hương, phải chấm dứt mối tình này ngay hôm nay. Hương, em anh không tin những lời nói kia được thốt ra tận đáy lòng em. Anh không tin. Tin hay không là tùy ở anh, nhưng tiếc rằng đó là sự thật. Trời ơi, một sự thật vô cùng chua chát, nó đã xé nát tâm hồn tôi. Hương, em nói đi, tại sao em thay đổi nhanh như vậy? Em nói đi. Trời ơi, tôi biết phải nói thế nào bây giờ đây. Thôi, bấy nhiêu đó cũng đầy đủ lắm rồi. Cô đừng giả vờ nữa. Khi có người ta muốn thay đổi á, người ta sẵn sàng trăm ngàn lý do để biện minh cho sự thay đổi của mình. Anh Mận, nếu những lời nói đó có thể làm cho anh vơi bớt đi một phần nào chua chát, thì anh hãy nguyền rủa nữa đi. Anh hãy nguyền rủa người con gái bao nhiêu lần cùng anh thề non hẹn biển, trọn đời bên nhau. Rồi giờ đây vội đổi và thay lòng, phủ bỏ mối tình ngày xưa.
suốt một năm qua giờ bao mơ ước, ước mơ kia đã tan vỡ rồi. Điều mà tôi lo sợ từ lâu đã thành sự thật từ bây giờ. Yêu làm gì phải vương khổ vào thân. Mận ơi, nói tiếng chia ly trái tim em cũng đang nát tan thành từng manh dung. Nhưng vì hoàn cảnh em phải phụ lại tình anh để cất bước theo chồng. Đó là những lời trăn trối của má em trước lúc ly trần. Phận làm con thì làm sao em dám cãi lại, đành làm liều nhắm mắt đưa chân. Chữ hiếu, chữ tình hai vai quằn nặng, em phải làm sao để toàn vẹn đôi bên. Chữ tình này như đại dương sâu thẳm, còn chữ hiếu kia cũng cao ngất tận mây trời. Sự thật là thế sao? Đúng. Nếu như anh có thương em thì xin anh hãy quên bỏ em đi, để em làm tròn tâm nguyện sau cùng của má em. Làm sao quên được trong một giây một phút, khi mối tình kia đã in đậm vào tim Hương em. Rồi từ đây trong những chiều tan học, con đường cũ vẫn bóng hình thân quen. Mùa hè sắp đến hoa phượng đã chớm nở, chắc anh cũng không còn nhạt hoa như xưa. Vì mái tóc ngày nào đông đưa trong gió, giờ còn đâu để anh cài lên cánh phượng hồng. Đừng, em xin anh đừng nhắc lại kỷ niệm, chỉ làm buồn thêm cái giây phút xa nhau. Mơ ơi em cúi đầu xin anh tha thứ, đừng trách buồn mà tội nghiệp cho em. Hương, nhưng tại sao tới bây giờ em mới nói cho anh biết chuyện đó? Em cũng mới biết thôi. Trước lúc nhắm mắt xuôi tai, má mới nói với em và căn dặn em phải làm đúng theo những lời trăn trối. Hương, nhưng... Anh đừng nói gì thêm nữa. Em chỉ xin anh hãy tha thứ cho em. Hương, anh hãy quên bỏ em đi. Anh đừng kiếm em làm gì, chỉ uổng công thôi. Biệt. Hương, Hương, mình phải tìm hiểu để biết sự thật thế nào. Đến hôm nay ba đã làm tròn ước nguyện sau cùng của con. Ba mong rằng tâm hồn con sẽ được thanh thản kể từ đây. Ông ngoại. Hương, đây là cặp nhẫn cưới mà ma của con đã cất giữ suốt mười mấy năm qua. Con hãy cầm lấy và làm đúng theo những lời căn dặn của ma con.
Hương ơi, ma con đã được chứng kiến cái giây phút này. Chắc chắn rằng ma con không còn bận lòng điều gì cả. Thưa ông. Còn cậu, tôi biết cậu là người tốt, cho nên tôi dự định là sau cái ngày cậu và cháu ngoại tôi cử hành hôn lễ, tôi sẽ giao toàn bộ tài sản của mình cho cả hai cai quản. Còn tôi sẽ mua lại ngôi nhà nhỏ ở Thủ Thiêm, cái ngôi nhà mà cha con tôi đã chia sẻ vui buồn trong cái thuở hàng vi, với bao hình ảnh thân quen. Đã ba mươi mấy năm qua vẫn còn in đậm trong lòng tôi. Ông ơi, tôi xin ông đừng làm như vậy. Mọi chuyện hãy để từ từ, tôi còn muốn nói với ông rất nhiều điều. Ngoại ơi, má con đã bỏ con, xin ngoại đừng bỏ luôn con. Con chấp nhận hy sinh cho mẹ của mình, cậu giúp tôi không còn trăn trở trong lòng. Cả hai đang được như vậy, đang được thừa hưởng sáng nghiệp kia. Ông à, nhưng tôi đã quyết định như vậy. Ông ngoại. Còn con, con cũng phải biết nghe lời. Hương à, kể từ hôm nay con và cậu này có thể coi như là chồng vợ. Cứ tự nhiên ở đây nói chuyện, ông ngoại ra ngoài kia một chút. Cô à, tôi biết cuộc hôn nhân này đã làm cho cô buồn lòng. Còn tôi cũng không vui vẻ gì đâu. Nhưng cô thấy đấy, làm sao mà tôi từ chối được trước hoàn cảnh của ông ngoại cô. Tôi hiểu điều đó. Nhưng mà cô cứ an lòng, chút nữa đây tôi đã ra đi, ra đi mãi mãi và không bao giờ trở lại nơi đây. Cô cứ coi như là những chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Tôi phải giải quyết sao khi ngoài tôi biết rằng ông đã ra đi rồi, không trở lại nơi đây. Đó là phần của cô. Cô tìm cách trả lời cho ngoại cô yên lòng. Ngày qua ngày sẽ quên. Tôi biết tánh của ngoại tôi, khi đã quyết định điều gì thì dù bất cứ giá nào cũng không hề đổi thay. Chuyện của cô và tôi chỉ giải quyết cách này, chứ không còn cách nào. Cô hãy suy nghĩ kỹ, làm thế kia thì giữa tôi và cô, một người ở một nơi, không còn vương bận chi. Ông ơi, nhưng tôi tin rằng cô đủ sức thuyết phục ngoại cô. Từ từ rồi ngoại cô cũng nghe theo cô thôi. Nhưng mà không còn cách nào chọn lựa khác hơn. Chào cô. Ông ơi.
đi về đâu. Những con tàu không bên đời, đi về đâu những tâm hồn im tiếng cười. Trăng mờ bóng chiều ngả nắng, tê tái buồn ôm ấp trong hồn một lần yêu xưa đã tắt. Ông là... Nhớ tôi không? Nhớ tôi không? À, nhớ, nhớ rồi. Còn tôi, tôi thì không bao giờ quên chú được. Chú là người ân đã giúp con tôi được tồn tại đến bây giờ. Ân nhân mà tôi phải ghi nhớ suốt đời. Chỉ có bà nhà của tôi mà bây giờ nhắc lại lòng tôi thấy ái ngại biết bao. Nhưng bây giờ bà ấy đã mất rồi, chú cũng đừng để trong lòng làm chi nữa. Ta hãy quên đi cho lòng mình thanh thản, chuyện ngày qua hãy xem như cái quê cầu. Chuyện cũng đã lâu lắm rồi, ông đừng có nhắc lại. À, chú có biết không, cái ngày ấy khi đôi mắt con Sương vừa lành hẳn, nó kêu thằng Vinh đưa nó đi tìm chú Hai. Tìm đủ chỗ mà không gặp chú Hai, hỏi thăm nơi nào cũng không biết chú. Tôi cố tình như vậy để không phiền tới ai mà. Thằng Vinh sợ nó buồn, đưa mẹ con nó về Bạc Liêu tìm mộ cha thằng Mẫn. Tìm bao nhiêu lần cũng không gặp. Thằng Vinh thấy vậy mà lập bàn thờ, thờ cha thằng Mẫn. Năm nào cũng làm đám giỗ thiệt là lớn vậy đó. Rồi bây giờ gia đình của cô Sương ra sao? Giàu có lắm, hạnh phúc lắm. Thằng Vinh nó thương yêu con Sương vô cùng, nó cưng thằng Mẫn như là con ruột vậy. Nó lo cho thằng Mẫn không thiếu gì cả. Thằng bé Mẫn bây giờ chắc nó lớn lắm rồi phải không? Lớn lắm, ngon lành lắm. Nó đang học đại học, ít năm nữa nó sẽ ra trường làm bác sĩ chớ thua ai. Thằng Vinh lo sẵn mấy nơi đi làm. Thiệt tình dù có nằm mơ, mẹ con thằng Mẫn cũng không thấy ngày này. Ôi, được vậy lòng tôi rất mừng, vì sự hy sinh của tôi cũng giúp cô ấy được một phần nào. Tất cả là nhờ chú Hai hết á. Ngày đó nếu không có chú Hai đây, thiệt tình không biết sẽ ra sao. Thằng Vinh con Sương phải giải quyết như thế nào. À, mãi lo nói chuyện mà tôi quên. Chú theo tôi tới nhà tụi nó đi nha. Thằng Vinh với con Sương gặp chú á, tụi nó mừng lắm đó. Hôm nay tôi bận lắm, ông để khi khác đi. À, thôi cũng được. Ba hôm nữa là ngày giỗ của cha thằng Mẫn. À, chú Hai ghé tôi với chú tới nhà tụi nó nha. Tôi không hứa, nhưng mà tôi sẽ cố gắng tới. À, chú Hai phải tới chứ. Thằng Vinh với con Sương á, biết là tôi gặp chú mà không mời được chú tới, tụi nó trách tôi dữ lắm. Được rồi, tôi sẽ tới. Chào ông, tôi phải đi liền. Nhớ nghe chú Hai, ba hôm nữa tôi chờ chú đó nha. Nhớ nha. Uống cho quên luôn.
uống. Trời ơi, nhưng tại sao càng uống lại càng nhớ? Nhớ thì uống, uống cho quên luôn. Uống. Trời ơi, Mẫn, con đi đâu suốt mấy ngày nay vậy? Mẫn. Ai, ai vậy? Má hả má? Má. Mẫn. Mấy ngày nay con buồn, con đi uống rượu. Con hư đến mức độ này sao Mẫn? Con đâu có muốn vậy đâu. Nhưng mà thôi, nói ra thì chỉ thêm buồn hơn. Ai làm cho con buồn mà con tự hành hạ mình đến nông nỗi này vậy Mẫn? Ông trời, ông trời, ông làm con buồn. Con chỉ muốn yêu thôi. Vậy mà ông cũng tạo ra chuyện này, dựng lên chuyện khác, xui khiến chi cái chuyện gian dở. Con và bạn gái con giận nhau phải không? Không hề giận nhau. Nhưng mà phải xa nhau, xa nhau mãi mãi. Nhưng vậy con buồn, con mới đi uống rượu để quên. Nhưng càng uống càng nhớ thêm, nhớ thì tiếp tục vô, vô càng nhiều nhớ càng nhiều thêm. Chuyện thế nào con hãy nói ra, má hứa rằng sẽ giúp cho con. Không ai có thể giúp, mọi chuyện đã an bài. Người ấy đã đồng ý làm vợ người ta rồi. Má hứa rằng sẽ giúp cho con. Dù thế nào á thì má cũng cố lo. Má không thể nào bỏ mặc một mình con khổ đau. Chuyện của con thế nào con hãy mau nói ra. Nếu má muốn biết, con cũng không giấu má làm gì. Dù sao thì cũng còn có má chia sẻ chút ít đau khổ với con mà. Nói đi con. Con với bạn gái của con yêu thương nhau tha thiết, hẹn ngày ra trường sẽ tiến tới hôn nhân. Vậy mà trời ơi, má ơi, con khổ quá má ơi. Nín, nín đi con. Có má ở bên cạnh nè. Chuyện thế nào con hãy nói tiếp cho má nghe coi. Vậy mà trong cái lúc má của bạn gái con sắp sửa xuôi tay nhắm mắt, bà ấy đã trăn trối với bạn gái của con, cậy nhờ bạn gái của con trả giùm bà ấy một món nợ bằng cách phải làm vợ một người đàn ông đáng tuổi cha mình. Nợ gì mà phải trả như thế? Nợ ân nghĩa. Ngày trước bà ấy đã lỡ làm một người chết, chính người đàn ông kia đã nhận tội thay. 15 năm tù là bản án người đàn ông đó gánh chịu, đã làm bà ấy rai rứt lương tâm. Bà ấy hứa rằng sẽ đợi chờ mãi mãi cùng với người đàn ông kia nên giờ nên chồng để đáp đền ơn nghĩa thâm sâu.
15 năm bà ấy mang nàng trong tim. Tới cái giây phút đợi chờ thì bà ấy vĩnh viễn ra đi. Lời hứa năm xưa bà gái con phải lo tròn, phải trả cho xong một món nợ. Để bà ấy không bận lòng trong lúc lâm chung. Trời ơi, câu chuyện này sao giống như câu chuyện của mình cách đây 15 năm. Mẫn à, con có nói là bạn gái con ở đường Hàm Tử phải không con? Phải rồi, ở đường Hàm Tử á. Còn má của bạn gái con có phải tên là Hồng không? Đúng luôn. Ba của bà ấy tên là An, làm thầu xây dựng phải không? Ủa, má chưa từng gặp mặt bạn gái của con, sao má biết rõ ràng quá vậy? Mẫn ơi, má có thể giúp cho con. Má sẽ tìm gặp người đàn ông đó, má sẽ nói rõ hoàn cảnh của con và bạn gái con cho người đàn ông đó biết. Má tin rằng... Không có được đâu má ơi. Má nói được, má quen biết người đàn ông đó mà. Nếu má chắc chắn được á, con sẽ chỉ chỗ cho má tìm người đàn ông đó. Ở đâu? Chiều chiều ông ấy thường ra bờ sông á. Cái bờ sông mà má thường chỉ con, má nói á, ngày mà ba con mất, má thường ra ngồi ở ngoài đó. Được rồi, má sẽ tìm gặp người đàn ông đó. Chiều hôm nay có lẽ là buổi sao tối, tôi đứng nơi này lặng nhìn dòng sông, mà tưởng chừng như dòng sông quê cũ đã đắm đầy bao kỷ niệm thân thương. Sương em ơi, 15 năm anh thầm lặng hy sinh, để đổi lấy hạnh phúc cho em và tương lai của con chúng mình. Nay tất cả đã vẹn toàn, anh không còn hối tiếc điều chi. Sẽ ra đi về một phía trời xa, luôn nguyện cầu cho con với em được bình yên mãi mãi từ đây. Ông ơi, ông cho tôi hỏi. Ai đó? Sao giọng nói tôi nghe quen quen cả? Dạ, tôi... Kìa! Trời ơi! Anh Minh! Không, 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 bà đã lầm tôi với một người nào đó rồi. Không, làm sao em có thể lầm lẫn được, vì lúc nào hình bóng của anh cũng in đậm trong lòng em. Sương, Sương. Anh Minh. Thôi, đã hơn 15 năm rồi, tất cả cũng đã nhạt. Em còn yêu thương anh nhiều hơn nữa, vì 15 năm qua anh đã âm thầm hy sinh cho mẹ con em. Anh cố tình làm như vậy để cho em và con có một cuộc sống giàu sang. Ngày hôm nay mọi chuyện đã an bài như ý muốn, anh không còn ân hận điều chi.
Nếu cô thương anh thì em hãy quay về với chồng mình. Cô mà lo lắng cho thằng Mận. Minh ơi, thà rằng anh đã chết như em đã tưởng thì mẹ con em yên lòng với cuộc sống hôm nay. Đằng này vẫn biết anh còn sống và đã âm thầm chịu đựng khổ đau. Mười lăm năm dài nuốt ngược cay đắng vào tim, nước mắt khô cạn từ lâu mà không một lời thở than. Để mẹ con em được sống thì tự hỏi làm sao em chịu được khi đã biết rõ ràng sự thật, một sự thật đau thương trong suốt cuộc đời. Em ơi đừng khóc nữa, tất cả do anh. Anh cố tình tạo ra em không có lỗi lầm gì. Dù biết rằng như thế lương tâm em vẫn dằn vặt, vì không đền sự thật em muốn đáp đền thì em và con hãy sống hạnh phúc từ đây. Minh ơi, nhưng hạnh phúc của em và con là tình yêu anh, là những buổi chiều bên dòng sông em mà. Mình đứng ngẩn ngơ nhìn từng cánh chim về muộn cuối chân trời. Anh còn nhớ không, có lần nhìn thấy một cánh chim lạ gọi bạn khi hoàng hôn buông xuống, nên não nùng nghe da chiếc làm sao. Anh nắm tay em rồi khẽ khẽ nói, cầu trời cho chúng mình đừng như cánh chim kia bay đơn độc sao buồn bã quá. Đường còn xa mà gian dở nửa chừng, làm sao anh quên được những hình ảnh đó. Vậy thì tại sao hôm nay anh chấp nhận làm cánh chim đơn độc đó đứng bên lề hạnh phúc của vợ con chứ? Mười lăm năm qua anh đã quen dần với đơn độc nên rất thấu hiểu cái nỗi đau. Anh thầm tự nhủ mình không có quyền chiếm đoạt những gì mà chồng em đã dựng xây. Anh ấy thật vô cùng cao thượng, xứng đáng tận hưởng những hạnh phúc hôm nay. Anh ấy đến với em và thằng Mân bằng tình sâu thẳm của trái tim mình.
ơn nghĩa của anh ta anh ghi lòng tác giả, không biết đến bao giờ trả được cho anh ta. Thôi thì cứ để tất cả ngủ vùi trong quên lãng, khơi lại làm gì khó xử cho nhau. Anh Minh, anh Vinh là một người tốt. Em tin rằng... Tôi biết anh ấy là người tốt, cho nên tôi không thể làm những gì không đúng với lương tâm mình. Hơn nữa, tôi cũng sắp có vợ rồi. Em biết, nhưng mà thôi, như vậy cũng tốt. Giờ đây, chúng ta cũng đã lớn tuổi hết rồi. Hạnh phúc của ai người ấy cố giữ. Nhưng em chỉ yên lòng khi nào được chứng kiến tận mắt cuộc hôn nhân của anh. Cuối tháng này tôi sẽ mời vợ chồng Sương dự đám cưới của tôi. Chào Sương. Mẫn ơi, ba con đã hy sinh cho mẹ con mình quá nhiều rồi. Ngày hôm nay con cũng phải hy sinh lại, để ba con còn có chút niềm vui trong những ngày tháng cuối cuộc đời. Anh Vinh, anh chờ ai mà đứng đây? Anh chờ em đó. Em đi đâu mà tới bây giờ này mới về? Sao hôm nay anh hỏi em như vậy? Thằng Mẫn nó vừa cho anh biết, chính mắt nó nhìn thấy em âu yếm với một người đàn ông. Anh có tin lời nói của nó không? Nhìn cử chỉ và lời nói của nó, anh linh cảm rằng nó không nói dối. Còn đối với em, anh không tin em làm như thế. Mười mấy năm chung sống với em, anh rất hiểu em, anh rất tin em mà. Em cảm ơn lòng tin của anh, nhưng những chuyện thằng Mẫn nói với anh vừa rồi đều là sự thật. Hả? Sương! Nhưng nếu anh biết được người đàn ông đó là ai, em tin rằng... Bất cứ là ai, em cũng không được quyền làm như vậy. Em làm như vậy là em xúc phạm tình cảm của anh từ bấy lâu nay. Em biết là tình cảm của anh đối với em vô bờ, vô bên. Nhưng cũng còn một thứ tình cảm khác, tuy âm thầm, nhưng cũng rất bao la. Tình cảm nào? Của ai? Của người đàn ông mà thằng Mẫn đã thấy em âu yếm. Hả? Hắn là ai? Hắn là ai? Là anh Minh. Là cha ruột của thằng Mẫn. Cha ruột của thằng Mẫn à? Phải. Cũng là người chấp nhận án giết người để đổi lấy số giấy tờ đưa em sang Pháp chữa trị đôi mắt. Sương ơi, đó là sự thật sao em? Đúng, đó là sự thật. Một sự thật đến quá bất ngờ. Chính em còn tưởng là một giấc mộng thoáng qua hồn rồi quên đi. Em không ngờ được lại an bài thế kia. Giờ đây anh ấy ở nơi nào, em hãy cho anh gặp liền. Em với anh ta đã thoáng thuận, hãy để tất cả được bình yên. Phần anh ta sẽ đi lấy vợ, còn em thì vẫn sống bên anh. Sương ơi, nhưng vợ của anh ta là người yêu của thằng Mẫn. Thằng Mẫn đâu rồi? Em sẽ nói cho nó biết tất cả. Nó đi tìm anh ấy rồi. Để làm gì? Nó nói với anh, nó không để yên cho anh ấy, vì anh ấy định phá nát hạnh phúc của ba má nó và cướp đoạt người yêu của nó. Trời ơi, tại sao lại oan nghiệt đến như vậy? Sương, em với anh đi tìm anh ấy ngay. Anh sẽ giải quyết công bằng, để anh ta với thằng Mẫn không có điều gì xảy ra. Anh định giải quyết sao? Chuyện này anh sẽ nói sau, còn bây giờ mình phải đi ngay. Đừng để xảy ra điều gì rồi sẽ ân hận về sau. Đi,
Em với anh đi liền. Đi em, đi. Trong đời tôi, đây là lần đầu tiên tôi không giữ đúng lời hứa. Mong cô thông cảm. Ở đây, ông là người có toàn quyền quyết định. Nhưng tôi không muốn quyết định của tôi làm cho cô phải lo lắng. Tôi muốn làm đám cưới với cô là để giữ gìn hạnh phúc cho người thân của tôi. Ngoài ra, không có một ý định gì khác. Tôi cũng hy vọng là thế. Tôi hứa với cô, nhưng lần này tôi nhất định sẽ giữ đúng. Sau đám cưới là tôi sẽ đi ngay, mãi mãi không về dù chỉ là một lần. Tôi chỉ sợ ông làm như vậy thì sẽ rắc rối thêm hơn. Cô cứ yên lòng đừng lo sợ, tôi sẽ có cách để lo liệu. Tôi chỉ mong rằng kể từ hôm nay, tôi với cô hãy coi nhau như chồng vợ, nhưng chỉ là chồng hờ vợ tạm. Tôi xin cô hãy làm như thế để không ai nghi ngờ điều chi. Tôi sẽ làm đúng điều này, không để ông thất vọng đâu. Tôi cảm ơn cô rất nhiều, coi như là cô đã giúp tôi. Ông định bao giờ tổ chức lễ cưới? Cuối tháng này chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới. Tôi nhất định ngăn cản cái đám cưới này đến cùng. Kìa, anh Mẫn, tôi đã nói rồi, anh đừng có tới đây nữa. Chuyện của chúng mình coi như đã hết rồi. Hương, anh nói cho em biết, ông ta không phải là người tốt. Anh Mẫn, anh ta là người chuyên đi phá vỡ gia can hạnh phúc của người khác và dụ dỗ gái tơ như em đó. Chú em là ai mà nặng lời với tôi như vậy? Là ai à? Ông sẽ biết ngay. Tôi là con trai của người đàn bà hôm qua mà ông đã ôm ấp vuốt về ở ngoài bờ sông đó. Chú em là con trai của... Phải. Ông ngạc nhiên đến mức độ không nói ra lời à. Mẫn, chú em là Mẫn phải không? Ông cũng giỏi thiệt. Ông thấy gia đình tôi giàu có, ông định lợi dụng má tôi, cho nên ông đã tìm hiểu tên tuổi từng người trong gia đình của tôi. À, không không, tôi không có ý định đó. Tôi không làm như thế mà. Thôi, tới giờ này tôi khuyên ông hãy lột bỏ cái bộ mặt đạo đức giả của ông ra đi. Ông đừng giả vờ như vậy, vì tôi đã biết rõ ràng những việc làm của ông. Cũng may là chính mắt tôi thấy được, nếu không á thì bao nhiêu người sẽ có gì ông. Anh Mẫn, em không tin là ông ấy xấu xa như những lời anh vừa nói ra đây. Em bị dụ dỗ bằng lời ngon tiếng ngọt, nên giờ đây em mù quáng thế kia. Được rồi, tôi sẽ nói thiệt với chú em. Tôi với má chú em là chỗ quen biết từ lâu. Gặp nhau mừng quá cho nên mới hành động thế kia. Đối với tôi chú em muốn nói thế nào cũng được. Còn đối với má của chú em, tôi khuyên đừng nặng lời vô cùng tội nghiệp. Ông tưởng nói vậy là tôi tin ông được. Ông quen biết ra sao với má của tôi? Chú em ơi, tôi là hàng xóm của ba má chú em từ cái thuở còn ở Bạc Liêu, lúc chú em chưa đầy 2 tuổi.
cái ngày ấy tôi cũng có một đứa con trai như thế, nhưng đã cách biệt mười mấy năm nên tôi không còn biết tung tích của con mình. Gặp được ma chú em lòng tôi rất đổi vui mừng. Tôi thăm hỏi nhưng ma chú em cũng không rõ, chắc trọn đời này cha con tôi phải xa nhau. Rồi bây giờ gặp được chú em đây, tôi càng nhớ thương con của tôi da diết. Xin chú em cho tôi nắm lấy bàn tay để tôi tưởng chừng đây là bàn tay con trẻ. Những lời nói của ông á cũng làm cho tôi có một chút xíu xúc động đấy. Nhưng nếu bắt buộc tôi phải tin ông á thì tôi không thể nào làm được. Mười mấy lần cầm được bàn tay chú em thì nỗi nhớ thương bỗng dội vàng tan biến, lòng của tôi đã mãn nguyện rồi. Kể từ đây không còn dám ao ước thêm gì. Còn chuyện của chú em và cô Hương tôi không biết, giờ đây biết rồi tôi hứa sẽ giúp cả hai, giúp cả hai được cận kề bên nhau mãi mãi, không còn gặp phải những chuyện buồn đau. Lời nói của tôi là những gì chân thành nhất, chú em đừng nghi ngờ hãy tin ở tôi. Được, nếu ông muốn tôi tin ông á thì ông hãy chờ một chút. Để làm gì? Có lẽ ba má tôi sắp tới đây, lúc đó chắc chắn là tôi sẽ biết ông là người tốt hay người xấu. Không 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 không, tôi không muốn gặp ba má của chú em đâu. Tôi không muốn gặp. Chào chú em. Chào chú em. Hương, bao nhiêu đó cũng đủ chứng minh cho em thấy ông ta là người tốt hay người xấu. Nhưng sao em vẫn có linh cảm là... Thôi, tới giờ này mà em vẫn còn binh vực cho ông ta à? Mận, con biết chắc là ba mẹ sẽ tới đây mà. Mận, người đàn ông mà... Ba cứ yên tâm, con đã tống cổ ông đi rồi. Trời ơi, tại sao con lại làm như vậy? Má, trước mặt ba, trước mặt con, mà má vẫn còn tỏ vẻ ra như đang lo lắng cho người đàn ông đê tiện đó à. Thằng Bất Hiếu à. Má, từ trước tới giờ má chưa từng đánh con một bạt tay. Hôm nay vì một người đàn ông xa lạ kia mà má đánh con sao? Mẫn à, không xa lạ đâu con. Người đàn ông ấy chính là cha ruột của con đó, người đã ngậm đắng nuốt cay suốt mười mấy năm dài, đã vắt cạn máu trong tim vì những người thân của mình. Rồi hôm nay trời cao xui khiến gặp nhau trong một hoàn cảnh trái ngang. Rồi ông ấy lại tiếp tục hy sinh, lặng lẽ ra đi không một lời từ biệt. Để sự hy sinh kia vô cùng trọn vẹn, để con và má con được bình yên trọn đời.
là sự thật sao ba? Đúng má, đó là sự thật đó con à. Má ơi, giữ lời của ba con. Tất cả là sự thật. Má ơi, nếu tất cả là sự thật thì lòng con đau đớn biết bao nhiêu. Ai, ai đã tạo ra chi cuộc gặp gỡ trai ngang để con mang chửi cha mình không một chút tiếc thương. Má ơi, má hãy nguyền rủa con nữa đi và hãy đánh con thật đau cho con rơi đi nỗi ân hờn. Con là một đứa con đầy tội lỗi, có tội với lương tâm và có tội với đấng sanh thành. Mận ơi, con biết được như thế ba mừng lắm. Ba tin rằng một ngày không xa đâu con, cha ruột của con sẽ trở lại, rồi đau buồn sẽ chìm vào lãng quên. Anh Mẫn, đúng rồi đó. Anh có biết không, cái ngày ông ấy vừa được tự do, ông ngoại của em phải nài nỉ hết lời, không thể từ chối. Ông ấy mới miễn cưỡng bằng lòng nên chồng thành vợ với em. Sau khi bằng lòng như thế, ông ấy từ giã em để ra đi và nói rằng sẽ không trở lại. Nhưng trời cao đã xui khiến cho cha ruột con gặp lại má con, vì muốn má con vẫn sống bình yên với hạnh phúc hôm nay nên cha con mới trở về đây cố dựng lên một cái đám cưới giả tạo để má con yên lòng sống mãi bên ba và con. Ông ấy có hứa đám cưới xong là ông ấy sẽ đi liền. Má, má ơi, sự thật là vậy thì con phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm của mình gây ra hả má? Có chuyện gì mà chồng sắp cưới của con từ giã ông ngoại rồi vội vã ra đi vậy? Con có biết đi đâu và bao giờ trở lại không? Có lẽ là không trở lại nữa đâu. Tại sao? Dạ. Ủa? Dạ thưa bác, bác còn nhớ cháu không? Cháu là bạn của Hồng, con gái bác đây nè. À, tôi nhớ rồi. Tôi nhớ cả vợ của cậu nữa. Còn... đó là con ruột của người đàn ông vừa từ giã ông ngoại ra đi. Từ lúc đầu, ông ta đã không muốn tiến tới hôn nhân với con rồi. Giờ đây, ông ấy biết thêm rằng con trai ông ấy là người yêu của con, nên con chắc chắn rằng ông ấy sẽ ra đi mãi mãi. Hương, cậu ấy có gửi lại một bức thư. Đâu đâu, con đọc cho ông ngoại nghe coi. Bức thư này ông ấy gửi hết cho những người đang có mặt ở nơi đây. Cô Hương, tôi tin rằng bây giờ cô đã có đầy đủ lý lẽ để thuyết phục ông ngoại cô. Nếu ông ngoại cô muốn đền đáp ơn của tôi mong rằng ông ngoại cô hãy cho phép con trai tôi thay thế tôi cùng với cô tiến tới hôn nhân. Làm như vậy vừa trọn tình và cũng vẹn nghĩa. Cậu ấy nói cũng có lý. Thôi, được rồi. Ý cậu ấy muốn sao thì ông ngoại sẽ làm theo thế đó. Hương, đọc tiếp đi con. Anh Mẫn, tới phần của anh. Anh đọc đi. Mẫn, ba không giận con đâu. Con là kẻ hậu sinh, đáng thương hơn là đáng trách. Hương là người rất xứng đáng với con. Nhưng hãy đợi đến lúc cả hai ra trường rồi hãy tính đến chuyện lập gia đình. Má và ba Vinh của con rất yêu thương con, đã lo lắng cho con từ tấm bé cho đến lúc trưởng thành. Con phải có hiếu với má và kính trọng ba Vinh. Lời lẽ của ba chỉ có bấy nhiêu đó, nhưng con nhớ phải làm đúng theo. Khi nào đám cưới con, ba hứa sẽ về dự.
bây giờ cho ba từ dạ tất cả. Ba, đừng buồn đừng thương đau, ba phải đi không còn cách nào hơn. Từ nay nơi cuối chân trời hướng mắt về lòng ba thầm gian dài. Cho những người thân ba ơi, con là đứa con bất hiếu, xin ba hãy tha thứ cho con. Cuộc đời đầy phong ba, ai kiếm xuôi thế kia. Nước mắt đã rơi nhiều, trời còn bao chi nên cánh biệt ly. Đau đớn nào hơn đau đớn này, anh sẽ tìm đưa anh ấy về. Em biết anh ấy tôi đã quyết định điều gì, dù chết cũng không thay đổi. Đã chút hết tâm tư không còn gì, dù phải xa nhau lòng không dây dứt. Gia biệt hẹn ngày gặp nhau, quên đi nỗi buồn trong